Khả năng thứ nhất nha, là bạn phải xem lại, phân tích lại bản thân này, mình có lợi thế nào không. Nếu không có, không sao cả, mình sẽ phải tìm cách để tạo ra lợi thế. Bạn Nguyễn Hiến hỏi là làm nào cạnh tranh giữa các công ty ở cùng một khu vực em kinh doanh cát sỏi. Thứ nhất là nếu bạn kinh doanh cát sỏi thì câu hỏi số 1 này, bạn có gì khác biệt không? Sản phẩm của bạn với sản phẩm của đối thủ có gì khác biệt không? Nếu không có gì khác biệt thì bạn phải tạo sự khác biệt rồi. Sắp khác biệt về gì? Không biết là của bạn thì chắc là không nên khác biệt. Khác biệt về sản phẩm với giá là chắc là giống nhau rồi. Khác biệt về chỉ còn là chất lượng dịch vụ thôi. Phục vụ nhanh hơn không? Hay như thế nào? Về cho công nợ môn này cũng dở luôn. Thì tôi khẳng định là cái ngành của bạn ở đây là bản thân cái ngành này của bạn không có sự khác biệt. Và nếu bạn kinh doanh mà bạn không có sự khác biệt thì nói chung là thường thì lợi nhuận nó không cao. Và cái câu hỏi này của bạn thì hơi chung chung. Thì chúng ta cạnh tranh ở đây tôi chia sẻ với bạn là nếu như sản phẩm giống nhau, chúng ta có hai phần chính thôi. Một là phần sản phẩm, phần thứ hai marketing. Nếu như sản phẩm của bạn không có sự khác biệt thì bạn phải làm rất tốt phần marketing của bán hàng. Thế thì làm nào để cạnh tranh? Thì câu trả lời dành cho bạn là bạn phải học tập, học hỏi nhanh hơn đối thủ thôi. Bạn phải học hỏi về marketing, học hỏi về bán hàng nhanh hơn cái đối thủ cạnh tranh của bạn. Đấy. Thì nói rồi có hai phần. Phần thứ nhất phần sản phẩm, phần thứ hai phần marketing bán hàng. Thì bạn Nguyễn Hiến là phải thay đổi cái phần marketing bán hàng. Bạn Tony Nguyễn hỏi em muốn khởi nghiệp thành công thì nên làm thế nào? Vừa nãy hỏi một cái câu là nên học khóa nào, rồi là hỏi nên làm thế nào. Rồi, thì tôi chia sẻ trường hợp của Tony Nguyễn là như này. Nó có mấy cách liền để đạt được cái khởi nghiệp thành công. Đầu tiên nhé, tôi chia sẻ bạn số liệu đó nhé. 80% khởi nghiệp. Khởi nghiệp ở đây theo ý các bạn đang hiểu ấy, là nhiều anh em cứ hiểu nôm na là mình ra mình mở công việc kinh doanh đúng không? Mình không phải đi làm thuê đúng không? Nhưng mà tôi chia sẻ với bạn là tôi đây, tôi tài trợ cho 20 ông khởi nghiệp đây. 20 công ty khởi nghiệp, chết 16 chú. Đúng tỷ lệ luôn, 80% chết. Các bạn ấy có thông minh không? Thông minh. Có nhanh nhẹn không? Nhanh nhẹn. Tại sao chết? Nhiều lý do chết khác nhau. Mỗi ông được tài trợ bao nhiêu? 500 triệu, 800 triệu, 1 tỷ, 2 tỷ, 5 tỷ. Có những ông được tài trợ 5 tỷ, vẫn chết như thường. Mình tài trợ thôi, còn cho phép là tùy ý hành động. Nhưng mà câu hỏi ở đây là chúng ta thấy là tỷ lệ thất bại của khởi nghiệp quá cao. Thì câu hỏi là cái con đường nào để đi đến thành công? Thì nó có nhiều câu trả lời, có nhiều câu trả lời để đi đến thành công. Nhưng mà những cái câu trả lời tốt nhất ấy, điển hình nhất ấy, thì nó đang rơi vào những nhóm sau này. Thứ nhất là có người kèm cặp chỉ bảo. Tôi ví dụ như này, tôi kèm cặp một cái trường hợp là làm mua đất phân lô bán. Thì ban đầu là bạn ấy có vốn khoảng độ dưới 1 tỷ. Nhưng mà sau 2 năm rưỡi thì vốn của bạn ấy tăng lên thành hơn 30 tỷ đồng. Chuyện này giống hệt như trong chuyện nhà tôi cũng thế. Bố tôi dạy cho 6 người anh em chú bác họ hàng ấy, để làm cái nghề mở cửa hàng thiết bị vệ sinh. Thì cả 6 người đều thành công, kiếm được tiền, mua được xe, mua được nhà, mặt đường, sở hữu bất động sản. Thì như vậy, cái con đường khởi nghiệp đầu tiên là mà mọi người thường cái quá trình đấy là cái quá trình gọi là có người kèm cặp chỉ bảo. Cái thứ hai là con đường thứ hai mà tỷ lệ thành công cũng rất cao. Tôi ví dụ như là tại sao mà một cái bạn học viên khác của tôi thì nó đi qua, nó làm ở 3 công ty bất động sản, một công ty khoảng 300 nhân viên, một công ty khoảng 2.000 nhân viên, một công ty khoảng hơn 50 nhân viên. Phân khúc thì dự án, rồi thổ cư, rồi là đất nền, nó đều làm cả rồi. Thì và sau đó khi nó khởi nghiệp thì lập tức nó thành công, nó kiếm được tiền luôn. Và bây giờ thì tài sản tính ra cũng là hàng trăm tỷ đồng rồi. Thì tôi chia sẻ với bạn là việc làm đấy nó gọi là học việc, nó có một cái quá trình gọi là học việc. Thì tôi vừa chia sẻ cho bạn có những từ khóa này, có mentor, có người hướng dẫn chỉ bảo. Khả năng thứ hai là đã trải qua một cái quá trình học việc khá lâu, đủ lâu, đủ dài rồi. Đấy. Thì tỷ lệ khởi nghiệp thành công nó cao. Đấy chứ? Có người chỉ bảo đây giống như là truyền thống gia đình. Một cái tình trạng nữa cũng rất là điển hình mà khởi nghiệp thành công là xuất phát từ rất sớm. Đấy. Cấp 2, cấp 3 đại học đã xuất phát rồi. Đấy, cấp 3 đã xuất phát rồi. Thế thì khi mà ra trường, học hết đại học là đã có hơn 4 năm kinh nghiệm khởi nghiệp rồi. Rồi.
cấp 3 năm lớp 10 cũng đã khởi nghiệp rồi, thì là 3 năm cấp 3 thì thành 7 năm, nghĩa là ra trường cái là thành công kiếm được tiền luôn. Thì ở đây tôi chia sẻ với bạn là đấy, là tôi chia sẻ gợi ý cho bạn một vài cái con đường, có cái người kèm cặp chỉ bảo, có một cái quá trình học việc và có cái sự xuất phát sớm. Phần còn lại mà rơi vào gọi là thông minh cực kỳ xuất chúng thì câu chuyện đấy khác. Tôi thấy là tôi không phải nhóm đấy. Tôi khởi nghiệp những khoảng độ tầm hơn chục công việc đầu tiên không có thành công, cho đến khi tôi làm về bất động sản, tôi làm thuê nhà cho thuê lại, tôi mua nhà sửa bán, tôi mới kiếm được tiền. Thì tôi thấy là khởi nghiệp khó, tỷ lệ chết cao. Thế còn đấy là chia sẻ với bạn Tony Nguyễn nhé. Thế còn về đi học thì bạn có thể là học lớp chủ doanh nghiệp của Nick, và sau đó thì bạn có quyền lợi là cứ vào thực tế thì bạn hỏi tôi. Thì đấy là cái quyền lợi của bạn. Nếu bạn đi học cái lớp cuối tuần này là cách một. Cách thứ hai, nếu chưa có điều kiện tài chính thì bạn lên cái trang nickedu.vn ấy. Thì các bạn học cái lớp, để ý cái bạn bạn Tony Nguyễn hỏi cái lớp combo 5 online. Ok, cảm ơn chia sẻ của Tony Nguyễn. Rồi. Anh em nào có hỏi về thông tin khóa học rồi thì bạn cứ vui lòng liên hệ vào hotline và vào website giúp tôi. Rồi. Bạn Đoàn Phạm hỏi 45 tuổi có học đầu tư được không? Nick hiện nay có mấy anh 72 tuổi vẫn đi học đầu tư. Trẻ nhất hiện nay là 16 tuổi. Đấy, đã đi học đầu tư rồi. Tại sao? Có mẹ tài trợ. Gần đây một cái lớp học của Nick là có một bạn trẻ nhất là 16 tuổi, du học sinh ở nước ngoài về. Và cái lớp đấy thì lại có một anh nữa là 61 tuổi, là nhiều tuổi nhất. Thế thì tôi chia sẻ là 45 tuổi thì có vấn đề gì đâu. 45 tuổi là có tích lũy rồi, có tài chính rồi, đi học về đầu tư rồi, là đúng rồi. Đây, bạn Nguyễn Văn Trung hỏi câu hỏi này hay, là cho em hỏi đối thủ họ ra trước mình, kinh nghiệm và tiền họ nhiều hơn mình thì sao cạnh tranh. Rồi. Chủ đề này rất là hay, câu hỏi này là làm nào để cạnh tranh. Thì trong kinh doanh ấy, nó có một cái khái niệm nó gọi là USP, tức là lợi thế bán hàng độc nhất. Thì tôi chia sẻ bạn là như này, tôi ví dụ đối thủ của bạn đang có kinh nghiệm hơn bạn này, có tiền nhiều hơn bạn này. Tôi chia sẻ cho bạn một cái gọi là đây là bạn, khi bạn kinh doanh này người ta gọi là lấy yếu thắng mạnh rồi, tức là đối thủ rất là mạnh, tài chính mạnh. Thì tôi ví dụ như này nhé, câu hỏi dành cho bạn là bạn đang bán sản phẩm giống hệt họ hay là bạn đi một cái thị trường ngách khác biệt. Đấy, câu hỏi số 1 này. Câu hỏi số 2, nếu mình không có tiền nhiều thì mình có cần phải sáng tạo hay không? Câu hỏi số 3, nó có nhiều cách để tạo ra lợi thế cạnh tranh. Cách thứ nhất là sản phẩm bạn khác biệt hay là dịch vụ của bạn tốt hơn. Nó đến từ, một là từ sản phẩm. Khả năng thứ hai là nó đến từ doanh nghiệp của bạn. Tôi ví dụ như này, doanh nghiệp của bạn là có chuyên gia marketing tốt hơn, doanh nghiệp của bạn có một người siêu sao về bán hàng tốt hơn, doanh nghiệp của bạn có gọi là người cố vấn tốt hơn. Thì ở đây tôi chia sẻ bạn Nguyễn Văn Trung là bạn phải ngồi xuống, bạn viết ra là hiện nay ấy, thì bạn có cái lợi thế nào không. Khả năng thứ nhất nha, là bạn phải xem lại, phân tích lại bản thân này, mình có lợi thế nào không. Nếu không có, không sao cả, mình sẽ phải tìm cách để tạo ra lợi thế, tạo ra lợi thế cạnh tranh nha. Thế thì tôi nhắc lại là nó có hai kiểu lợi thế cạnh tranh. Lợi thế cạnh tranh thứ nhất là đến từ cái việc làm khác biệt về sản phẩm dịch vụ, và kiểu thứ hai đến từ doanh nghiệp của bạn. Doanh nghiệp thì có thể đến từ là mô hình kinh doanh, từ marketing, từ bán hàng, từ gọi là chăm sóc khách hàng, từ quản lý tài chính, quản lý nhân sự, bạn xuất sắc hơn người ta ở cái điểm nào đó. Nhưng mà ở đây thì tôi chia sẻ bạn là trong trường hợp này của bạn thì có lẽ là bạn nên thuê tư vấn. Cách một, thuê tư vấn này. Cách hai là nên đi học một số khóa về doanh nghiệp để thay đổi cái nhận thức. Tôi nhìn thấy bạn đặt câu hỏi này, tôi biết là bạn đang bị thiếu rất nhiều kiến thức về kinh doanh rồi. Thì tôi khuyến khích bạn nên đi học cái lớp chủ doanh nghiệp cuối tuần. Bạn nên hỏi hotline, nghe người ta tư vấn xem là có phù hợp với mình không. Nhưng mà theo tôi chắc chắn là tôi đoán là khả năng bạn thiếu khá nhiều kiến thức về kinh doanh. Bình thường những cái lớp của Nick ấy, thì hiện nay là có lớp chủ doanh nghiệp 4 ngày, lớp gọi vốn 2 ngày, marketing 2 ngày là 8. Lớp tư duy 2 ngày là phải tầm 10 ngày. Thế nhưng mà tôi khẳng định với bạn là
Bạn nên trang bị thêm những cái kiến thức về doanh nghiệp. Đó. Nhiều bạn thì cứ bảo là em không biết là đi học liệu có tiếp thu được không? Không phải. Tôi chia sẻ với bạn là bạn đặt câu hỏi sai lầm. Câu hỏi đúng ở đây là tại sao không cho bản thân bạn một cơ hội? Tại sao không cho bản thân bạn một cơ hội để thành công? Rồi. Đấy là cái điều mà tôi muốn là bạn đôi khi đặt cái câu hỏi đúng. Đấy. Nếu bạn không thử làm sao mà bạn biết được? Bạn là Lan hỏi là em rất muốn kinh doanh, có vốn 300 triệu mà chưa biết là kinh doanh cái gì. Câu hỏi này hay. À, tôi chia sẻ cho bạn một cái bài học mà tôi cũng mất nhiều năm liền tôi mới nhận ra. Đáng tiếc, rất đáng tiếc là ngày trước ấy, đầu tiên là khi tôi khởi nghiệp ấy, tôi nhảy vào, tức khi mà tôi rà soát lại các cái công cụ. Tôi nhớ cái hồi đầu một trong những cái mô hình mà tôi làm là tôi mở cái quầy bánh mì thịt nướng, mua một cái xe đẩy khoảng độ hơn chục triệu. Hơn chục triệu thì cái đấy mỗi tháng lãi được 800 nghìn. Ngay từ trận đầu mà mình đã thành công. Thì thực ra tôi chia sẻ với bạn là cái mô hình xe đẩy đấy không phải tôi nghĩ ra. Mà ở đây là tôi được một cái ông anh đi trước, ông ấy làm được hơn chục cái quầy bánh mì thịt nướng rồi. Ông mới dạy cho tôi mở cái quầy đấy. Thế là cái tháng đầu tiên tôi thắng kiếm được 800 nghìn. Nhưng sau đó thì tôi không tập trung vào cái ngành kinh doanh đó. Tôi vẫn đi làm ở công ty, ở công trường. Thế rồi là tôi cũng không nghiêm túc với nó, tôi cũng không quyết liệt hết mình với nó. Chứ tôi nghĩ là nếu mà tôi quyết liệt, tôi hết mình với nó, tôi tập trung với nó, thì tôi tin chắc là rồi nếu mà tôi cứ làm cái nghề đấy thì mười mấy năm sau thì bây giờ này có khi tôi cũng đã có là chủ của nhiều nhà hàng rồi. Thế nhưng mà tôi không quyết liệt, tôi không hết mình với nó. Nhưng mà tôi muốn quay trở lại là tại sao ngay từ tháng đầu tiên tôi đã kiếm được tiền. Thì đơn giản đấy gọi là tôi sao chép một cái mô hình kinh doanh. Chứ không phải là tôi nghĩ ra gì cả. Thế thì tôi có rất nhiều bạn học viên, tại sao các bạn ấy nhảy vào thuê cho thuê lại, lập tức nó kiếm được tiền. Nó không phải là tiền nhiều thì cũng là tiền ít. Đấy. Hay là có những bạn thì nhảy vào là sao chép cái mô hình là mua phân lô bán. Tôi có bạn học viên là đấy như tôi chia sẻ là ban đầu nó có 50 triệu, xong bắt đầu nó tiến lên 50 tỷ đồng. Hay có bạn học viên là 4 tháng kiếm được 1 tỷ đồng nhờ mở cái văn phòng môi giới bất động sản. Thế thì không phải các bạn ấy nghĩ ra. Mà cái từ khóa ở đây là từ sao chép mô hình kinh doanh. Đấy, bạn ấy ghi cái điều đó vào trong sổ nhé. Sao chép mô hình kinh doanh. Đấy. Nên cái việc của bạn là bạn cần phải đi học một cái mô hình kinh doanh và bạn sao chép nó thì cái tỷ lệ thành công của bạn nó sẽ cao hơn. Và đây là cái câu trả lời bổ sung cho bạn Tony Nguyễn. Tại sao 80% khởi nghiệp thất bại? Bởi vì không được cầm tay chỉ việc từ một người đã sở hữu một mô hình thành công. Nếu ví dụ tôi ví dụ nếu bạn có vốn 300 triệu tôi khuyến khích bạn nhé. Tôi khuyến khích bạn. Ví dụ bạn đi học một cái lớp môi giới của Nick và bạn sao chép cái mô hình mở văn phòng bất động sản làm môi giới nhưng mà nó lại là không phải là theo kiểu môi giới thông thường mà bạn biết là như này, môi giới nhưng bạn biết học cách 9 nguồn thu nhập của môi giới. Bạn biết cách 10 kỹ thuật đặt cọc bán chênh. Bạn biết cách mở một cái văn phòng bất động sản. Bạn biết cách thỏa thuận với nhà đầu tư. Thì ở đây là cái điều mà tôi muốn chia sẻ cho bạn là với cái vốn 300 triệu bạn nên làm gì? Bạn Đoàn Phạm hỏi là em ở Hải Dương đầu tư 3 năm rồi không khá nên được tính thì lãi nhưng mà trừ lãi ngân hàng thì lỗ. Nguyên nhân vì sao? À, nguyên nhân thì đơn giản thôi, thiếu kiến thức mà. Thôi đi học thì còn gì nữa, đi học cái lớp đầu tư của Nick thôi chứ còn gì nữa. Ngồi nhà làm sao nghĩ ra được, tôi còn có mấy bạn học viên cũng ở Hải Dương luôn. Thì hôm nào bạn đi học tôi kết nối cho bạn những bạn đang mở văn phòng bất động sản ở Hải Dương, những bạn đang phân lô bán ở Hải Dương, đang kiếm được tiền ở Hải Dương luôn. Đấy, có những người đang là chủ đầu tư ở Hải Dương luôn. Rồi. Thôi, mình chưa thành công vì có thể mình có cái điều gì đó mình chưa biết và chưa hiểu.